Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Đây là một số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một bộ sản phẩm đến từ thương hiệu thời trang Swarovski. Kiện hàng này đã được ship.vn mua tại Adfor, một seller uy tín ở Mỹ, và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Oregon bằng dịch vụ USPS. Phía dưới đây chính là số tracking của kiện hàng. Số tracking này sẽ được ship.vn cập nhật qua email cho khách hàng khi khách hàng đặt mua trực tuyến trên website. Các bạn có thể copy số tracking này dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam, vẫn chưa được khui ra kiểm tra nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở hộp để có thể kiểm tra mẫu sản phẩm bên trong, cũng như là cho các bạn có những cái góc quay thực tế nhất về mẫu sản phẩm ngày hôm nay. Bên nước ngoài họ thường sử dụng băng keo giấy như thế này để bảo vệ môi trường. Đây, bên trong chúng ta chính là hai chiếc bóc đựng hai bộ trang sức. Đây là chiếc lắc tay nha các bạn. Mẫu sản phẩm này mình sẽ review trong video sau. Mình sẽ đi đến bộ sản phẩm chính ngày hôm nay của chúng ta. Đây chính là bộ Swarovski. Tông màu hộp thì khá là đẹp với một tông màu xanh navy. Bên trong chúng ta sẽ không có gì khác, rất là đơn giản. Nói về thương hiệu này một tí cho những bạn nào chưa biết. Đây là một thương hiệu do gia đình tự quản, được thành lập vào năm 1895. Swarovski là nhà sản xuất thủy tinh, đồ trang sức và phụ kiện pha lê nổi tiếng thế giới. Từ khởi đầu khiêm tốn là một công ty cắt thủy tinh của áo cho đến vị thế là tiêu chuẩn quốc tế cho các bộ phận và đồ trang sức bằng thủy tinh pha lê chất lượng cao. Swarovski cũng sản xuất quang học chính xác cho kính thiên văn, kính hiển vi và ống nhòm. Một chi nhánh của công ty là Tyrolis sản xuất và tiếp thị các công cụ và thiết bị cần thiết để cắt, mài và định hình các loại khoáng chất, cũng như là máy khoan và máy cưa để cắt bê tông và các bề mặt có độ bền cao khác. Pha lê Swarovski hoặc là đồ trang sức với các thành phần pha lê của hãng nổi tiếng về độ trong và lấp lánh vô song và đã được sử dụng để tạo ra hiệu quả lớn trong ngành giải trí trong nhiều thập kỷ qua. Điều này bao gồm một số bộ phim của James Bond, như là trong đó có pha lê Swarovski được sử dụng làm giá đỡ cho viên kim cương thật. Đồ trang sức mà Marilyn Monroe đeo trong The Diamond River Lawn là vương miện của Audrey Hepburn trong Redford at Tiffany. Găng tay pha lê nổi tiếng của Michael Jackson được làm bằng các nguyên tố Swarovski và ngôi sao lớn có đường kính 9 foot được làm bằng pha lê Swarovski đã trang trí cây thông Noel của trung tâm Rockefeller kể từ năm 2004. Đó là một số cái điểm nổi bật về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết. Rồi, để tránh bám bẩn lên sản phẩm chính của chúng ta, mình sẽ tiến hành đeo bao tay vào. Đây. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở chiếc hộp này ra để chúng ta có thể nhanh chóng thấy được nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Hơi khó lấy một tí vì tay mình lỡ đeo bao tay vào rồi. Thật là xin lỗi các bạn quá, chắc mình phải tháo bao tay ra thì nó khá là trơn. Thậm chí là mình có tháo ra thì nó cũng hơi khó lấy luôn nha các bạn. Khá là trơn. À thì ra bên trong chúng ta còn một chiếc hộp nữa. Và đây, phía sau này chúng ta sẽ có hình ảnh bộ sản phẩm và mã luôn nha các bạn. Mã của sản phẩm ngày hôm nay sẽ là 551-0988. Rồi, set HTML DC. Rồi, mình sẽ lấy cái chiếc hộp bên trong ra. Đây, chúng ta lại có thêm một chiếc bóc nữa. Chiếc bóc này mở dạng đứng cho nên mình có thể đeo vào tay vào được. Đây nha các bạn. Rất là nhẹ nhàng. Bên trong chính là mẫu sản phẩm của chúng ta, một set thời trang với hai chiếc bông tai nè và một sợi dây chuyền. Rồi nói về bộ sản phẩm ngày hôm nay được là có tên là Swarovski Pearl Queen Woman Jewelry Set, một bộ trang sức đến từ thương hiệu Swarovski với bộ sưu tập là Pearl Queen. Đây là một sưu tập khá là nổi tiếng dành cho nữ giới của thương hiệu này. Bộ sưu tập được làm bằng chất liệu pha lê mạ rhodium cao cấp. Đôi khuyên tai và dây chuyền được tô điểm bởi những viên đá pha lê trắng lấp lánh tuyệt đẹp cùng kiểu dáng xinh xắn
xét sản phẩm tinh tế này là sự lựa chọn lý tưởng để tăng thêm cái nét sang trọng cổ điển cho diện mạo mới của bạn. Mỗi chiếc đều được trang trí tinh tế bằng kỹ thuật bao vây pha lê để có một mảng màu tươi mới nè. Kỹ thuật bao vây pha lê là từ dùng để mô tả sự phủ kín một bề mặt bằng cách sắp xếp vô số viên đá quý. Mình sẽ nói các bạn, mình để hơi nghiêng một tí. Đây, mình sẽ để gần cho các bạn dễ nhìn dung ha. Có nghĩa là nó sự phủ kín bề mặt bằng cách sắp xếp vô viên rất là nhiều viên đá quý nằm cạnh nhau. Kết quả là những bề mặt có thiết kế như vậy sẽ trông giống như nó đã được lát bằng kim cương hoặc là các loại đá quý. Từ bao vây xuất phát từ tiếng Pháp và có nghĩa là lát. Yeah. Lát các bạn, là đính lên đó các bạn. Kỹ thuật đính đá bao vây là một cái kỹ thuật cho phép những viên đá quý có thể phủ kín một hoặc là nhiều bề mặt, từ đó tạo ra các hình thù khác nhau, mang đến những cái thiết kế sáng tạo và cuốn hút hơn. Bộ sưu tập này là một phần của sự hợp tác với Maggie Zhang, một nữ diễn viên được biết đến với sự hoạt bát, sang trọng và độc lập. Tinh tế và đẹp mắt, đôi hoa tai này hình giọt nước tuyệt đẹp này giới thiệu cái khái niệm yếu tố khiêu vũ sáng tạo của Swarovski hơn. Với họa tiết vương miện đính đá lấp lánh nè, đổi màu xanh dương với cái màu xanh vương giả, họ miêu tả đây chính là màu xanh vương giả nha các bạn. Thiết kế mạ rhodium này sẽ tạo nên cái nét sang trọng và vui tươi cho bất kỳ bộ trang phục nào bạn lựa chọn. Một món quà đáng yêu dành cho người đặc biệt, hoặc là nó cũng có thể là biểu tượng của sự tự cường, trở thành một cái nữ hoàng của chính mình nếu bạn là người mua giữ riêng cho mình. Tạo kiểu mới món đồ phù hợp này để hoàn thiện cái vẻ ngoài của bạn hơn. Đây sẽ là một cái món quà đáng yêu dành cho người đặc biệt. Rồi, sau cùng mình sẽ hướng dẫn cho các bạn để có thể bảo quản được món trang sức của mình đúng cách. Thứ nhất là để bảo quản đồ trang sức, bạn nên hạn chế để đồ trang sức của mình tiếp xúc với quá nhiều hóa chất. Thứ hai, chúng ta hãy tháo ra khi bạn làm việc nhà, chơi thể thao nè, đi bơi, ngay cả khi ngủ để tránh làm xước vỡ. Thứ ba là không nên đeo trang sức để làm việc nặng hoặc là tiếp xúc với hóa chất. Thứ tư là khi chơi thể thao, làm việc nhà hay khuân vác, nên tháo tất cả đồ trang sức ra để tránh va chạm gây trầy xước hoặc là giảm độ sáng bóng của chúng. Và cuối cùng là khi không dùng đến thì nên bảo quản cẩn thận trong những chiếc hộp riêng, hộp bảo quản riêng để có bông hoặc là mút xốp như thế này. Rồi, đó là một số cái lưu ý khi các bạn sử dụng trang sức này. Rồi, đó là một số cái góc quay thực tế cũng như là một số chia sẻ của C.M.N đến những bạn nào đang quan tâm đến bộ trang sức đến từ thương hiệu Swarovski này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.